Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến. Thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới drama sóng gió gia tộc dành nhà cho ở nhờ của mẹ con Cám nha cô chú anh chị ha. Thì sau bao nhiêu ngày chờ mong cũng giống như là trông ngóng của chị Mì Xào, cũng giống như là cái bộ bên kia nói rằng Tết này đi dễ gì dám về nhà, Tết này chồng con nó dặn đuổi đi luôn rồi, bây giờ phải dắt da dắt dưỡng ở ngoài đường, nó có dám về. Với hai là nó bị truy nã rồi sao nó dám về được, nên thấy không, ở chỗ này ở chỗ kia đâu dám khoe chồng, đâu dám khoe con, đâu dám khoe nhà này kia đó. Có chỗ chị nghe họ nói đúng không ạ? Thì hôm nay nhục mặt cho chị bị sao đó, chị cầu gì được ước thấy đó, giống như là chị đi giống như bà bụp vậy đó. Đầu năm nó giống như là chị năm ngoái cuối năm chị cầu cái gì thì năm nay là chị ni á, là cho chị ước thấy đúng không, muốn thấy con người ta đúng không, người ta cho thấy rồi đó, muốn thấy nhà người ta không, người ta cho thấy rồi đó, muốn thấy chồng người ta chưa, người ta cho thấy rồi đó. Muốn thấy tài sản người ta chưa, người ta cho thấy rồi đó, đã chưa, rồi lên tiếng nói binh vực, rồi lên tiếng mà vu khống binh vực mẹ con cô Sáu, rồi vu khống cho đi này kia, rồi hôm nay thấy nhục mặt chưa, thấy đầu năm là mình thấy bị tát vô mặt chát 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 chưa đó. Bởi vậy thấy không, ăn ở sao á mà bên nhà chồng không có cho về quê, phải ăn Tết ở trên nhà đó, về dưới ai cũng ghét hết cô chú anh chị đó. Đâu có ưa cái loại người mà quay xe quay ơ rồi lỡ xuống dưới rồi nó nhậu nhậu vô, nó học theo mẹ con bà Sáu rồi đồng sở hữu, rồi nó tranh giành tài sản với con với cháu người ta nữa. Bởi vì bây giờ cái cô mày sao giờ đâu có dám về quê với bà con bên chồng này kia, đâu đâu dám mời lại nhà của chú anh chị, sợ là về về nhà mất công rồi vô nó nói chuyện hồi nó ghi âm rồi nó tung tin nhắn nữa, sau này ghê gớp nữa. Bây giờ bởi vì ha đâu có dám về của chú anh chị, em nói thiệt mà nhiều người nói không tin, nhưng mà có cái chị hàng xóm của cô mày sao này chia sẻ cho em là gì đó, nó chỉ còn kể rõ nữa còn quá khứ nữa kìa. Nhưng mà cái quá khứ này nó quá ghê gớm ha, mình phải có thông tin trước rồi mình mới chia sẻ. Nhưng mà quá khứ chẳng tốt đẹp gì đâu, cũng đâu là ở những cái quán như Nguyễn Du quận nhất này kia người ta biết gành lắm, những cái quán mà Hàn Quốc này kia người ta gành lắm ha. Nhưng mà từ từ đi rồi mọi chuyện sẽ phơi bày nha cô chú anh chị ha. Thì trước khi vào thông tin thì Tiến cũng muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị một cái bài đăng của chị Ni nha cô chú anh chị ha. Đó, để chúng ta thấy chị Ni đăng gì nha, chắc có người tức nữa rồi hả. Năm nay sinh nhật vào đúng ngày Tết, thêm một tuổi không có nghĩa là già đi, mà là Ni đã trưởng thành hơn, mặn mà hơn và có nhiều kinh nghiệm sống hơn mà thôi. Năm nay Ni hạnh phúc vô cùng vì món quà lớn nhất mà Ni đã được tặng là tình yêu thương của mọi người dành cho mình. Có thêm nhiều bạn mới, luôn đem đến những điều tích cực trong cuộc sống. Happy birthday to me. Có thể lúc nào Ni cũng gì xã hội một mình. Bây giờ cuộc sống quá nghiêm khắc cho Ni rồi. Một người bình thường thôi, nhưng đành giấu những cảm xúc cho riêng mình, một sự riêng tư. Còn trong lòng Ni, anh ấy là tất cả. Ni dành trọn một sự tôn trọng đặc biệt, một sự biết ơn sâu sắc. Nói ít ít thổ lộ không có nghĩa là Ni lạnh nhạt. Có thể là trái tim không Có thể trái tim bao quanh là tảng băng đá, nhưng đằng sau vẫn là hơi thở ấm áp tình người. Một người có một cách yêu, cách thể hiện ba chấm. Đây mì xào ơi, mì xào ơi, mì xào ơi, đây là ai vậy ta? Nó nghe nè, người ta không phải là lúc cái gì người ta cũng khoe, người ta khoe đúng thời điểm, nhưng mà người ta khoe là thật, là thật nha, chứ không phải là khoe mà lấy hình năm ngoái năm cũ mà khoe rồi muốn hại người người ta rồi đem gia đình người ta lên đó. Nó tự nhục mặt chưa, những người mà ủng hộ cô mì xào đâu, mọi người tán cho cái cô mì xào này một một cái tát thật mạnh để cô ta tỉnh cái cơ cô chú anh chị, quý vị thấy không, rõ ràng không đó. Chồng con người ta vẫn yêu thương quý vị không, chồng con mình không lo tối ngày mình đi lo chồng con của người ta, ba mẹ mình không lo mình tối ngày mình đi lo ba mẹ của người ta. Mình nói người ta thì được đúng không, mình nói người ta ba mẹ đi như thế này, tại sao bỏ ba mẹ mà đi theo hồng lo này kia, hay là chẳng là cô không bỏ được đúng không, hay là cô mà không lo không cho đi theo nên bây giờ quay xe, chứ không lo mà cho đi theo chắc cô kè kè tối ngày để kiếm tiền kiếm view quá đúng không. Bây giờ ghen ghét của chú anh chị tại vì chị Ni mà mắc chén cơm muốn độc quyền, muốn độc quyền của chú anh chị bị ngáo mạn mà muốn độc quyền để mà lo cho, để mà kiếm tiền
nhưng mà không được cô chú anh chị, đâu có được, đâu có kế cận hồng loan ông năm kế bên à, ai mà có lòng dạ xấu xa hay là hai mặt là ổng loại trừ ngay à, đúng không? À, nghĩ sao mà nói cho mẹ ba mẹ người ta là từ con, nó chồng từ vợ rồi nó là bị đuổi ra khỏi nhà này kia, cái lúc người ta nói là cái bà mì xào này mới, ôi tôi có tốt với mẹ tôi hay không, ba mẹ tôi không, tự ba mẹ tôi biết, tôi có tốt với chồng tôi không, tự chồng tôi biết, tôi tốt với con tôi không, tự con tôi biết. Ủa mình nói được cái câu nói đó thì người ta tự ba mẹ người ta biết, cần gì mình phải lên lo lắng. Ủa mình lên mình giỏi thì mình ngồi mình phân tích, à Ni nó sai sai chỗ nào, Ni nó đúng đúng chỗ nào, Hồng Loan nó sai sai chỗ nào, à, cô mẹ con cô Sáu đúng là đúng chỗ nào. Không lên phân tích mà tối ngày đi phân tích chuyện đời tư người ta, giống như cái những cái mụ đàn bà mà giống như là ghen ghét của cô chú gì, ganh tị á, ganh tị đố kỵ của chú chị. Bây giờ thấy tất cả mọi mặt ta đều đúng rồi, bây giờ mình đâu có nói gì được đâu, mình phải bươi móc, mình móc mới, mình cào cấu lên cái chuyện quá khứ rồi, cái chuyện gia đình, chuyện không nói có, chuyện có nói không sao, để lên sao, để hạ bệ người ta. Nhưng mà cái đó phản tác dụng, bây giờ quay ra tới mình nè, mình bị người ta nói xấu nè, mình bị người ta nói không đúng đó, mình tức không, rồi đòi đi kiện. Trời ơi, ơi hồi xưa á, khi một bên kia á quý vị, à, người ta cũng lên tố cái cô này, thì cô này vẫn ung dung bình thường, mà sao bây giờ qua đây cái đặt là tôi sẽ lập quy bằng từng đứa, sau Tết này là sẽ lên trên ông giáo hết. Tôi nói cho cô nghe nè, cô lập quy bằng đi, lập quy bằng đi, có tiền thì cứ lập quy bằng, có tiền cứ gửi đơn kiện, à. Nhưng mà câu chuyện nó sẽ không có dừng lại ở cái câu chuyện là cô đi kiện, à, cô đi kiện là người ta hầu đâu nha. Cô không có dừng lại cái câu chuyện là cô đi kiện đại kiện bừa giống bên kia người ta đi hầu đâu, mà người ta sẽ bồi thường lại nếu mà kiện sai sự thật nha, ảnh hưởng tới công việc của tôi nè, một ngày tôi đi làm tôi kiếm bao nhiêu tiền nè, ảnh hưởng gia đình tôi nè, ảnh hưởng tinh thần của tôi nè, đó là bao nhiêu, là cô phải bồi thường lại hết, chứ đừng nói giả bộ mình đi kiện mình ngon. Ôi trời ơi, đâu phải là lần đầu tiên, em nói thiệt, đâu phải là lần đầu mà lên trên mạng xã hội đâu cô chú anh chị, mà sợ trời ơi, mà đặt đi hù kiện người ta nữa, sợ quá. Nhưng mà mình lo mình kìa, ông giáo gọi tên rồi kìa, sau Tết lên trình diện ông giáo kìa, mà khổ cái nội á, xin qua cô Sáu á, kêu đệ mình á, xin cô Sáu, nói cô Sáu ơi, chị của tôi bữa giờ binh mẹ con cô Sáu tấn công, quay xe lại bên kia thì cô Sáu nể tình mà rút đơn cho chị của tôi, để chị tôi tập trung để mà công kích bên kia, để mà tập trung vạch trần nhỏ con nuôi kia. Nhưng mà nó nói sao, chị mày là ai, nó không quen, còn không có rút đơn gì trơn á, lên vu khống gì ra giờ rút đơn gì nữa, đúng không? Bị người ta đuổi ra khỏi nhà luôn, người ta không thừa nhận là chung đội luôn, mà vẫn cái mặt chai là gì của chú chị. Quý vị thấy không, trong những cái bài của cái cô này á, thì lúc nào cũng là mang một cái tâm thế là khịa, khịa người khác, khịa chị Ni của chú chị. Tại sao? Thấy người ta hơn mình mà, thấy người ta đẹp hơn mình mà, trời ơi chưa chắc đâu. Nói thay tự, em thấy một người rất là tự tin nha, là đầu tiên tự lên mạng nói rằng tôi nhờ tôi sống tốt nè nên tôi mới đẹp như vậy nè, nhờ tôi sống tốt nên mới được chồng con tôi yêu thương vậy nè, nhờ tôi sống tốt nên là tôi bệnh tình là cũng qua. Trời ơi, sao cô không nghĩ lại cái mặt khác, sống như thế nào mà 3 ngày 5 ngày phải nhập viện lần, hả? Sống như thế nào mà bị cộng đồng xã hội người ta lên rủa, sống như thế nào mà bây giờ không dám về quê, sống như thế nào mà bây giờ ăn 8-9 cá lơ đơn kiện hai bên, sống như thế nào mà chồng thương quá tác động vật lý nâu con mắt, hả? Sống gì kỳ vậy, sống thương quá ha. Mình thấy không, cái gọi là khoe của chú anh chị, khoe cái gì người ta không có á, thường thường người ta hay khoe lắm cô chú anh chị, đúng không? Mà khoe thường thường là ảo không à, đó giống như cô mì xào nó không, khoe vàng này kia, khoe tài sản cái cung, người ta thấy không, năm 2023 quên năm ngoái khoe hình, năm nay mà đưa hình mấy năm về trước, ủa năm nay đâu, năm nay ra hình mấy năm nay đâu. Ủa nghe chị Ni nói rằng là ngang kêu đem sổ vô ngân hàng để mà vay bán đất này kia mà, có không, có không, không có sao ta đồn, à không có sao ta đồn, sao già quá mà phải đi bán đất vậy ta, sao già quá vậy đó, hay là khoe khoang để mà kiếm từng đồng từng cắt trên mạng xã hội thôi, đúng không cô chú anh chị? Em nói thiệt, quý vị thấy đi, rất là nhiều drama, con này tham dự vào có ai biết con này là ai, nhờ tham gia vào cái drama này tự động đến, người tự động chụp hình đăng hình người ta lên đó. Bây giờ nè, năm ngoái năm nay rồi, nói xóa video xóa chưa, xóa video đi chứ, mình hứa 2 năm rồi không xóa, mình để chế độ riêng tư chi. Trời ơi đừng nói khán giả giờ người ta khôn lắm, mình nói xóa, mình lên mạng mình thề thốt mình nói xóa,
Rồi bây giờ mình lại ẵng chơi với chơi kỳ quá vậy, chơi với ai chơi lại, đúng không chị mì xào? Đó. Chơi với ai chơi lại đó. Rồi bỏ chị mì xào này qua bên đi, em chia sẻ về cái câu chuyện của Hồng Loan và mẹ con cô Sáu cho cô chú anh chị ha. Thì Hồng Loan mới vừa đăng như thế này nè cô chú anh chị. Đây Hồng Loan đăng như thế này: mùng 1 với đêm diễn cực việc mùng 1 với đêm diễn rực rỡ thành công và được sự yêu thương của các cô chú bác anh chị gần xa đến ủng hộ cho anh em tụi con trong đêm diễn, thật không biết nói gì hơn là sự vui mừng và ấm áp tình yêu thương của đại gia đình đã yêu thương con đến mấy. Anh em tụi con diễn dành thời gian quý báu mùa Tết này cho cô chú anh em nghệ sĩ, con gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến đại gia đình của con. Dạ, xuất diễn vẫn còn diễn ra từ mùng 2 tới mùng 9 luân phiên nhau. Cô chú anh chị có vé nhớ đừng quên hẹn nha. Còn chưa có vé, cô chú anh chị cứ liên hệ hotline đặt vé, lúc nào cũng có người hỗ trợ trả lời. Hoặc cô chú anh chị có thể đến trực tiếp để mua vé nha. Con xin cảm ơn đại gia đình. À, quý vị thấy không? Đây. Trời ơi, người ta ăn ở sao mà show diễn liên tục luôn cô chú anh chị. Phim thì phim sáng đèn á thì nhiều người ta đánh giá rất là Hồng Loan diễn rất là đẹp và rất là hay, rất là tự nhiên. Tuy nó không gọi là chuyên nghiệp lắm nhưng mà một cái cô gái mà mới lần đầu mà đi đóng phim mà phim Tết mà được như vậy là quá sức rồi. Và có rất là, em nghe nói là có rất là nhiều bộ phim cũng đang bắt đầu là thương giống như là liên hệ Hồng Loan để mà kêu Hồng Loan đóng một số vai trong bộ phim đó nha cô chú anh chị ha. À, bởi vì người ta thành công không. Còn mẹ con cô Sáu sao rồi, khoe coi, khoe Tết này mình đi diễn được mấy show, khoe Tết này coi mình đi diễn ở đâu rồi hay ở nhà. Tiền nhiều ở nhà quá mà đâu cần đi diễn đúng không cô chú anh chị, đúng không? Tiền nhiều quá đâu cần ở nhà bán buôn gì, quý vị thấy không? Người ta than khổ than cực á, người ta kiếm hàng người ta bán không có, kiếm không ra đúng không? Bán buôn người ta còn muốn tận dụng được ngày nào, thậm chí có người người ta bán, ta nghĩ mùng 1 là mùng 2 ta bán lại rồi. Mẹ con có sáng không? Tết là phải không? Ăn theo Tết giữa nhà nước của chú vậy, nó là gần Tết là 23 hai mấy là nghỉ rồi đó. À, không biết tới mùng mấy mới mới bán lại ha. Cô chú vậy ha. Bán giống như đi dạo chơi vậy đó. Thích thì bán, không thích thì thôi. À, lâu lên mạng than là tôi khổ tôi nghèo nhưng mà tiền tôi giấu 80 gốc trong nhà, gốc khoảng chừng vài chục thôi, kiếm lại cỡ không biết bao nhiêu hai cô chú nhỉ ha. Và một cái thông tin nè là đang tổng hợp những cái lá đơn của những khán giả đã gửi tiền cho cái cô ve này và một số những cá nhân nha cô chú anh chị ha, thì sau Tết họ sẽ tổng hợp lại và gửi đến cơ quan chức năng về hành vi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. À, vì yêu cầu mẹ con cô Sáu này sao kê mà không sao kê đó, và người ta cũng lập lại cái vi bằng mà cái bài mà mẹ con cô Sáu hứa là sẽ lên mạng, hứa là sau khi mà kết thúc cái câu chuyện quyên góp xây mộ trong năm xong á thì sẽ sao kê. À, tuy xóa cái bài đó rồi nhưng mà đã lập vi bằng lại hết rồi của chứng chỉ bill chuyển khoản đã lập hết rồi, bây giờ chỉ còn công công việc cuối cùng là rà soát và điện cho những cái khán giả, một số khán giả còn lại để mà chốt cái tiền nó có đúng sự thật hay không, và cái thứ hai là ký cam kết chịu trách nhiệm. À, và ghê lắm của chú anh chị ơi, 11 cá nhân mà em nghe nói người ít nhất thì cũng vài trăm, ít nhất nha cũng vài trăm, mà cái cô á mà trợ lý của chú chị là đứng thứ nhì nha cô chú anh chị, cô trợ lý đứng thứ nhì nha, thua chỉ cô ve thôi. À, hèn chi quay xe bất chấp hay cô chú anh chị không, hèn chi là vì không thờ ông Năm, hèn chi tại sao mà em nói mẹ con cô Sáu lại đưa tiền BH cho cái cô trợ lý này, tại sao mẹ con cô Sáu lại đưa bắt cái cô trợ lý này thờ ông Năm, mà tại sao cô trợ lý này cũng phải thờ ông Năm trong khi nhà mình ông có ông bà có cha mẹ ở đây và chứ mình chưa có chồng nó cũng chẳng liên hệ với ông Năm, mà tại sao lại để đồng ý cho mình thờ bức hình ông Năm ở giữa nhà như vậy đúng không? À, thì ra sao, tại vì có một cái sự sắp xếp rồi cô chú anh chị, có một sự dàn xếp rồi. Cô về phe tôi đúng không, cô bao nhiêu tiền đó tôi bất khui ra nhưng mà phải sao, phải thờ anh tôi này kia, phải thờ cậu tôi thay thế cho mẹ con tôi. À, để sau khi mà lỡ có gì mình chạy qua bệnh mình cúng mình thắp nhang này kia, chứ bây giờ không ai thờ hết á thì sao được đúng không? Đó. Không ai thờ hết sao được đó, mà lỡ bên kia nói thì sao đúng không? Mẹ con tôi thì còn đổi thừa được, bây giờ hôm nay đổi thừa hết đúng không? À, bởi vì bây giờ cô trợ lý phải gánh cho thờ chứ gì mà biết thờ tới chừng nào nha cô chú anh chị ha. Chứ quý vị thấy là điều vô lý rồi, chứ những cái một cái cô ô xin tự ngày xưa
thì gọi là trợ lý, nhận là trợ lý. Tuy nhiên ông Năm mắc rồi, ông Năm đâu giờ gọi tôi là trợ lý đâu, mà gọi tôi là như là con cháu trong nhà. Trời ơi, thì tất nhiên rồi, thì đi làm người ta kêu bằng tên, bằng con, bằng cháu rồi, chứ không lẽ người ta nói cái cô trợ lý ơi, làm này cho tôi, làm kia cho tôi hả? Đâu có. Nhưng mà mình biết thân biết phận mình đi chứ đâu đi nhận bà con ở đây nữa trời, đúng không? Đi nhận bà con ở đây nữa đó. Thế vậy bị thấy không? Rồi càng ngày càng bộc lộ ra nè. Rồi đi, ăn Tết xong đi, rồi mọi thứ sẽ sáng tỏ, rồi mọi thứ sẽ phơi bày trước pháp luật thôi. À, thì đây cũng là một số những cái thông tin mà ngày hôm nay em muốn cập nhật và gửi đến cho cô chú anh chị. Thì hôm nay mùng 2 Tết rồi, xin chúc cả nhà một năm an khang thịnh vượng nha. Làm ăn phát tài và mọi thứ đều suôn sẻ hết nha. Và chúng ta hãy chờ đợi những cái gì sắp đến trong cái phiên xét xử tòa sắp đến nha cô chú anh chị ha. Không lâu đâu, qua Tết là sẽ có thôi cô chú anh chị. Và từng người sẽ trả giá. Còn cái cô mà báo 20k thì bây giờ bất chấp rồi. Nói chung là bất chấp rồi, nhưng mà kệ đi, họ bất chấp thì họ tạo càng nặng hơn, chứ không phải là bất chấp như vậy là không có gì nha cô chú anh chị ha. Đó, thì cô chú anh chị thương em thì hãy dành một chút xíu thời gian, mình nhấn vào cái nút đăng ký kênh nè, nhấn cái chuông theo dõi, rồi bình luận phía bên dưới, nhấn vào biểu tượng like ha cô chú anh chị ha. Đó, và chia sẻ giúp em thì chỉ khoảng 10 giây thôi cô chú chị. Đó, thì bánh đậu phộng thì sau Tết em sẽ bán cho cô chú chị ha. Hoặc cô chú chị có thể đặt cái này, rồi sau mùng 6 em sẽ bắt đầu ship nha cô chú chị ha. Tại vì thời điểm này thì bên giao hàng người ta nghỉ. Thì một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.